Ê, Soraka nha, coi chừng nha. E flash là hay, tốc biến Q thêm một cái nữa CC là đủ. Chiến công đầu cho Gray đi rừng. Pha gank level 2 đến từ Gray khi mà thấy bộ đồ đường dưới đối phương đánh láo, làm choáng là tốt, có thiêu đốt nha. Soraka còn flash, có hồi máu khá sớm, hộ vệ tạo giáp nhiều, Gray lướt xuống cấp độ 2, có Q. Đam có lẽ sẽ là hơi thiếu, tốc biến lên dồn đam thêm. Soraka bị bắn hạ rồi, 2-0. Và băng lên làm choáng tốt Aphelios. Không thể nào sống, Soraka không thể nào sống nổi, Aphelios bất lực, không có hồi máu. Đợt sọt top 1 rank Trung Quốc lên chính là mid tỷ lệ win gần 70%. Gắt vậy. Có rồng dành cho Carthus và có mạng luôn ạ. May là tôi chưa làm tắc đêm, không lại bắt công, bắt mang tiếng lừa anh em. Khúc cầu hồn niệm lên cho tình huống tấn công xuống khu đường dưới để băng trụ của team 1. Một mạng ngược lại, Afe gãi tốt lên bùa đỏ, Rekled trả sát thương không nổi và đó double kill dành cho Aphelios. Kể cả Treat cũng đang gặp nguy hiểm, không còn flash đâu. Tính làm gì đây ông ơi, tính làm gì đây ông ơi. Tính băng trụ thật luôn hả ông, đây là 200 năm ông ơi. Dấu ấn tử thần đó. Thiếu đốt sát thương chuẩn, ok, cầu sấm xịt, à không trúng, không đủ đam. Đứng trên, Volibear còn chiêu cuối. Weepo xử lý nổi không đây, dùng chiêu cuối. Flash chạy luôn cho nó chắc. Alista đi bộ theo. Bị trả sát thương hơi gắt, mất flash rồi bạn ơi. Volibear áp sát thì cú đúp không được, bị đẩy ngược ra và lên bảng là cái chắc rồi. Pha combo ăn mạng cái S là tốt. Ây à, né. Nó làm choáng kìa, hai đứa nó làm choáng bồi vào kìa. Ê, lại nhảy đường dưới, bật chiêu cuối băng trụ đấm mồm AD bên kia luôn. Sấy thanh trừng đến từ Rekled, ngắt thanh trừng bắn tay. Đi bộ ngược trở ra, bộ đôi này bộ đôi nào đây? Bộ đôi thế giới rồi. Khúc cầu hồn niệm lên, flash chạy vẫn bị đấm mồm chết. Cũng may là pha băng trụ phê mang lại 3 mà cùng cho Afe, chứ không bao giờ Afe thọt lắm nữa. Bị stun, bị combo, dính cầu sấm. Mọi thứ đều chuẩn chỉ hết anh em à. Nhìn Alista với con Z đánh nhau nhìn nó hốp vãi. Afe combo là gắt và Rekled chết rồi các bạn ơi. Solo tay đầu diễn ra giữa Vipo cùng với Zay, và Zay có thể sẽ mất flash. Kích hoạt tăng tốc pha dính khúc cầu hồn, hút máu lại để ô lên lớp 11 kìa. 11 cũng chết, đây là cá thất 12, nó giật chiều cuối cấp độ 2 rồi. Fake check với Sop. Fake check với Sop và Sop có chiều cuối. Sop đổi bóng phi tiêu là gắt, có chinh phục thiêu đốt trả lại sát thương nhiều, đó là solo kill. Combo thế thì đỡ làm sao đây. Phát TP đến từ Vipo nhưng Vipo không có chiêu cuối nha. Alista đánh hạt thông qua, bị combo mất tương đối nhiều máu và không có chiêu cuối để chống chịu nha. Flash chạy né stun là gắt. Khúc cầu hồn niệm lên và Alista hạ 400, 600 máu vẫn chết. Cá thất thế giới rồi anh em à. Chiều cuối vũ trụ dạ ngời lên. Mở đấy, mở đấy. Flash chạy hàng loạt luôn kìa. Alista không có chiêu cuối, đang được Taric úp. Bên phía bên này cá thớt chấm lấy nửa cây máu của Zay, Zay trả cầu sấm lại. Bên phía bên kia Rekled có mạng, ngay tức có người phải trả mạng, đó là Alista làm choáng tốt đến từ Cheat. Nhưng mà Cheat hết sát thương rồi, Cheat cũng chỉ là Taric hết tất cả mọi thứ luôn rồi, lên bảng. Mạng dành cho Sop sau con dấu tử thần, flash qua, dùng R đổi bóng, phân thân các kiểu phi tiêu. Và sau đó chắc là chết, Rekled tốc biến lên dứt điểm được Sop. Bên phía bên này đó là chiêu cuối sát thương không đủ đến từ Rage. Aphelios vẫn sống. Cá thớt cấp độ 15 trừng phạt, cấp độ 12, 3 level gap giữa hai rừng. Chiêu cuối lên đấm mồm rừng bên kia luôn, mạng có rồi, tốc biến xuống, dồn sát thương và Dây có mạng. Nhưng sau đó thì chắc là cũng đi, có trừng phạt đến từ cá thớt và chắc chắn là con rồng này sẽ thuộc về team Sọc. 4 rồng rồi các bạn ơi. Trời ơi, mỗi thằng nửa cây ạ. Redemption với chúng tôi, Sọc băng vào, Sọc phi tiêu cực kỳ ảo, double kill có dành cho Aphelios. Tốc biến lên chấm bi, ép tốc biến của Cheat. Toàn tay to đánh với nhau nhưng mà GG. Lại chúa con Alista đi mid. Có một cá thớt chất lượng quá.